Vâng, em Hồng Di bây giờ xin chào các bác nhé. Mời các bác cùng nghe một bản nhạc và em sẽ hát bằng đôi loa Zech thương hiệu của Đức này. Và ngày hôm trước em đã giới thiệu các bác nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ dùng chiếc mic có dây và một con vang T8 Pro. Em sẽ hát cho các bác nghe một đoạn để các bác đánh giá luôn chất âm của này và để cho các bác mở nội thất cho các bác xem luôn trong video này các bác nhé. Các bác chú ý theo dõi hết video thật chi tiết. Nếu các bác có nhu cầu thì không cần phải hỏi lại nữa các bác nhé. Trong video em quay rất là chi tiết và em hát cho các bác nghe cũng rất là chi tiết. Mời các bác cùng nghe. Lạnh lùng ôm thương nhớ.
say để quên, quên hết cuộc tình này. Nhưng lời em ước hẹn hôm nào mà bây giờ nói tiếng xa nhau, và bây giờ nói tiếng ly rượu này ta chúc cho em, ta chúc cho em bên người yêu vui sống cả một đời. Ta mời em uống cạn ly này, muốn đời mình mãi mãi xa nhau, đời mãi mãi xa nhau. Vâng, và bây giờ em xin mời các bác vào xem nội thất đôi loa của Zech, thương hiệu của Đức này các bác nhé. Vâng, xin các bác hãy chú ý quan sát và xem hết video nhé, cũng như là một lần nữa quay nội thất cho các bác xem, để cho các bác được tường tận. Và đây em đã mở cái căng, và toàn bộ thiết kế và cấu trúc của đôi loa thì hiện đang hiện hữu trước mặt các bác. Ở đây là chiếc cái căng thép các bác nhé. Đấy, em vẫn còn nguyên đây, hoặc là về có lau thì lau cả nó. Còn rất đẹp, sơn xi còn nguyên các bác nhé. Và một chiếc bên này em đã tháo ốc sẵn ra rồi. Ở đây sẽ trước mắt thì sẽ quay chi tiết cho các bác thấy. Đây là những chiếc chiếc kèn của nó. Đúng nhá. Chiếc kèn này thì các bác đợi em chút, em đi lấy kích thước để em đo cụ thể hơn. Làm ăn kém quá, cái thước không khắm được cái thước đẹp của bác. Để kích thước cụ thể của nó để cho các bác tiện tham khảo này. Là chiều cao 66 các bác nhá. Chiều ngang của nó là 59. Đó. Và chiều sâu của nó 42, chuẩn như em nói hôm qua các bác nhá. Đó. Còn bát 40, chung 16 các bác nhá. Đấy. Chung giấy 16. Họng kèn thì là 15,5 nhân với lại 20 các bác nhá. Đó, đấy là cái họng kèn. Về tuyến loa thì bác hãy quan sát đây, tất cả thùng vách còn rất là đẹp, vuông hành sát cạnh còn khá đẹp, không có bị sứt mẻ hay vỡ vạc gì các bác nhé, còn rất đẹp này, màu sơn ghi. Đấy. Và đây là mặt bên trong còn rất là đẹp, sơn sần các bác nhé. Đấy. Sơn sần chung thì được cấu trúc là màng giấy. Đấy. Và cái gân này các bác này, cái gân này của nó này, gân của cái chung này. Đấy, nó có một lớp mút ở đây các bác này. Tuy nhiên là nó liền luôn nhé cái gân này. Đấy. Cái màng gân này nó liền luôn đây này. Nhưng mà nó được dán tiếp giáp với lại cái vành loa bằng một lớp mút các bác nhé. Đấy. Bằng một lớp mút rất nhạy, cho nên cái tiếng chung của nó rất là nhạy và rất là trong. Đấy. Đây là bát. Đấy. Bát thì nó sử dụng cái gân vải tầm dầu và hai xếp hai ly các bác nhé. Hai ly này. Và cái màng này sử dụng màng sóng này. Màng sóng như dòng màng của loa giờ CF đấy các bác, nó giống giống như kiểu loa của giờ CF. Về màng bát và côn nhện thì còn rất là zin chuẩn. Một chiếc bên này thì em đã lật lên cho các bác xem, và lát nữa em sẽ lật chiếc bên kia lên. Đây các bác quan sát thấy là thương hiệu Zech. Đó. Loa cũng qua sử dụng qua thời gian cũng có sự oxy hóa do thời gian. Cái từ của nó thì không lớn các bác nhé. Từ của nó chỉ có 15,5 thôi các bác này. Đấy. Loa Đức xịn và cái từ của nó chỉ có 15,5 thôi. Nhưng mà cái côn của nó như dưới kia em lần lên thì chính xác là côn 75 các bác nhé. Đây này, bằng cái vành này này. Em đã lật lên ở bên dưới này. Đây, chính xác là cái côn này. Côn của nó là côn 75 thôi. Thì không phải nghĩ ngợi đâu. Các bác cứ về khi nào các bác chơi mà nó hư nó hỏng thì các bác tháo ra. Các bác kiểm tra xem có đúng côn 15 không? Chuẩn là côn 15.
Đây, em sẽ tháo dây cực ra để cho các bác cùng xem đây này. Các bác quan sát này. Đấy, vẫn còn nguyên xi. Đây là cái lớp bụi ở đấy, bụi ở cái này nó vẫn còn nguyên. Mà cái màng của nó vẫn còn nguyên cái lớp dầu dính dính này các bác nhá. Đấy, nó vẫn còn dính dính dầu này. Đấy. Vài tầm dầu. Đây là phía bên trong. Thì màng được in số bên đây. Màng nó còn rất là đẹp. Đấy. Màng như màng của RCF các bác nhá. Đây, cái cồn của nó đây. Côn keo và còn zin và nguyên bản. Đấy, các bác quan sát này. Em có thể bật cái flash lên các bác nhìn thấy được không? Rồi, các bác quan sát đây. Côn keo thì zin nguyên bản. Các bác về có thể tháo ra kiểm tra. Đấy. Về côn nhện thì hai quả như nhau. Cân tuyệt đối. Các bác nhé. Rồi, em để bát đây. Ở đây là chung. Chung thì cũng được hàn dây rất cẩn thận các bác này. Đấy, đây. Đó. Rất đẹp. Made in Germany. Công suất RMS của quả chung là 80W. À, nó tương đương với khoảng độ tầm khoảng 40W bình thường. Công suất hoạt động. Quả chung nó cũng kiểu kiểu như là cái bát RCF các bác này. Đó. Và côn nhện cũng đều zin. Còn chuẩn chỉ keo nhện còn zin nguyên, nhện bã châu. Còn rất đẹp nhé. Đấy, các bác quan sát đây cái màng của cái chung này. Đấy, cái dòng chung đặc biệt như thế này thì các bác cũng hay thường thấy ở những cái dòng loa cao cấp thì nó cũng hay có. Đấy. Quả từ của cái chung. Ôi mệt lắm, làm video cũng ngại các bạn. Từ của chung là 11,5. Đấy nhé. Và thương hiệu Zex được dán ở đây. Đây là cái thép. Đây là cái chép. Chép này thì được thiết kế dạng chép xì các bác nhé. Nó đánh tiếng rất là bén, hát rất hay và nghe nhạc cũng rất là sướng. Nó rất xì xèo, xì chẹt. Đấy. Và cũng đồng công suất với lại quả bát 80RMS thì hai quả này được đưa ra công suất ngang ngang nhau. Đấy, trùng model mấy quả kia luôn. LB1052 giống như quả này. Đó. Và cũng là made in Germany giống như phần đằng sau của nó, model đằng sau của nó. Các bác nhé. Và đây là quả thứ hai. Ui, quả thứ hai em chưa tháo ốc. Đây, về zin thì chúng ta không phải nói nữa rồi. Đấy, quả này cũng thế. Là B1502 giống như model đằng sau lưng của nó. Các bác nhé. Đấy. Quả bát này cũng thế. À, với những dòng loa này thì nó rất là bền vì người ta thiết kế cái phân tần của nó đảm bảo cho bát và chép nó chạy đồng pha với nhau và nó được thiết kế combo cho nên là nó tạo một cái độ bền cho đôi loa rất là tốt. Đây. Còn phân tần thì nó như thế này thôi các bác nhé. Em đã nói phân tần nó cũng khá đơn giản. Như là dòng phân tần của JB thôi. Ở trước bên kia nó cũng vậy các bác nhé. Đấy, các bác quan sát này. Nó đều có thương hiệu Zex. Và theo em thì phân tần này sẽ được thiết kế dòng như kiểu là thủ công. Đấy. Đây cũng có bảng phíp này. Đấy. Tụ và những cuộn cảm, những con tụ. Người ta làm tụ tiêu chuẩn của nó. Nên nó cũng rất đơn giản các bạn, đây, nó không có gì cả. Nhưng mà về phần tụ của Đức thì các bác chắc là chơi Euro nhiều các bác sẽ hiểu. Đấy. Nó với những cái con tụ rất là đơn giản thôi. Thực tế ra thì nó cũng không cầu kỳ lắm, không cần cầu kỳ lắm với như cái loa dòng khác. Đây cũng thế các bác này. Zex luôn ở trên đây. Những dòng loa 3 đường tiếng thì thực ra là nó thiết kế cái phân tần cũng khá đơn giản, không có gì đâu. Như JB các bác ạ, JB 3 đường tiếng thì họ thiết kế cũng rất đơn giản những cái loa nghe nhạc. Trừ những cái dòng loa đặc biệt, đây phân tần này cũng thế các bác nhé. Zin xịn, còn nguyên zin luôn. Đây các bác quan sát. Đấy, đây cũng vậy, cũng dây ở đây. Vậy các bác nào mà có nhu cầu thì các bác hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0936019001.
kênh Hùng JBL Chí Linh Hải Dương các bác nhé. Em vui lòng ship hàng toàn quốc cho các bác, và con đôi loa này có giá tầm khoảng 20 triệu để cho các bác tiện tham khảo. Còn cụ thể nữa các bác muốn thương lượng thì các bác hãy alo trực tiếp cho em, sẽ có giá tốt hơn nữa các bác nhé. Nếu các bác nào nhiệt tình đảm bảo đôi loa này thì chơi rất là hay, và lát nữa thì em lại cho các bác nghe một đoạn bolero nữa các bác nhé. Vâng, video làm đôi loa đến đây em xin tạm dừng và xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video sau. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Vâng, em Hùng JBL bây giờ xin chào các bác nhé. Mời các bác cùng nghe một bản nhạc và em sẽ hát bằng đôi loa Zech thương hiệu của Đức này. Và ngày hôm trước em đã giới thiệu các bác nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ dùng chiếc mic có dây và một con vang T8 Pro, em sẽ hát cho các bác nghe một đoạn để các bác đánh giá luôn chất âm của này, và để cho các bác mở nội thất cho các bác xem luôn trong video này các bác nhé. Các bác chú ý theo dõi hết video thật chi tiết, nếu các bác có nhu cầu thì không cần phải hỏi lại nữa các bác nhé. Trong video em quay rất là chi tiết và em hát cho các bác nghe cũng rất là chi tiết. Mời các bác cùng nghe. Đêm nay em vui, em nào
say, say để quên, quên hết cuộc tình này. Nhưng lời em ước hẹn hôm nào, mà bây giờ nói tiếng xa nhau. Và bây giờ nói tiếng xa nhau. Ly rượu này ta chúc cho em, ta chúc cho em bên người yêu vui sống cả một đời. Ta mời em uống cạn ly này, muôn đời mình mãi mãi xa nhau. Đời mãi mãi xa nhau. Vâng, và bây giờ em xin mời các bác vào xem nội thất đôi loa của Zech, thương hiệu của Đức này các bác nhé. Vâng, xin các bác hãy chú ý quan sát và xem hết video nhé.